chào tất cả anh em nha. Mình là Nghiêm, đây là kênh YouTube máy của Nhật. Sáng hôm nay mình em đếp một em Yamaha 3 máy nha. Có tông 91542 mã lực, hộp số chuyền 3.41 nha. Cái sơn riêng là Z luôn, máy đổi rất là chuẩn. Địa chỉ là 688-2 kênh Dương Vương, quận Lạc, của Bình Tân. Anh em có xem máy trực tiếp thì qua địa chỉ này xem nha. Tới về nhà nha mà. Video tiếp nổ máy hàng ngày, anh em là nhớ bấm vào cái chuông đăng ký kênh mình để nhận video tiếp theo mình sẽ ra hàng ngày nha. Cần máy nào, cần muốn xem clip nổ máy nào thì để trên máy bên dưới có hàng tiếp nổ anh em xem liền. Chân thành cảm ơn anh em đã đồng hành của mình và đã mua hàng ủng hộ bao nhiêu thời gian năm qua nha. Cảm ơn anh em đã gặp nhiều thực tế. Rồi, giữ gai.